Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào các bạn. Hôm nay thì mình và Ngân rất là vui mừng khi mà đang có mặt tại nhà của bà Bảy để mà mừng khi là bà Bảy đã hoàn thành xong được cái giếng nước sạch rồi đó các bạn. Thì bây giờ là mình với Ngân phát hiện ra bà Bảy đang ngồi ở đây nè. Không biết là bà Bảy làm cái gì ha. Vậy mình vô mình hỏi coi bà Bảy làm cái gì. Chào bà Bảy nha. Ủa không biết là bà Bảy đang làm cái gì vậy ta? Đang làm gì đó? Nhà nước người ta cho nè, cho đất lên với cho cái nước nè. Đấy tôi làm đó cho nó bằng. Dạ, vậy là nhà nước cho bà mấy cái đất này. Còn đất cái này là đất ở đây. Đất ở đây. Cái nước này là con nhớ là tụi con tặng cho bà mà phải không bà Bảy? Của Mạnh Thường Quân mà bà có nhớ bà là tụi con đã đến khảo sát không? Rồi hôm nay là tụi con kêu thợ vô đây để tặng cho bà nè, bà có nhớ không? Dạ. Em ơi nhiều khi mình già mình hơi lên. Bà không có nhớ đúng không? Dạ. Bà Bảy xong chưa bà Bảy? Hả? Bà Bảy làm xong chưa? Lâu quá. Dạ. Bà làm như thế này để làm gì vậy bà Bảy? Cái này mình làm nước nó không tràn vô. Cho nước nó không có tràn vô trong củi của bà hả? Vậy là bây giờ bà Bảy có thể lên nhà chỉ cho con với Ngân cái mua tưa ở đâu được không bà? Dạ rồi bà chỉ cho tụi con nghe. Ủa nhà bà Bảy ở đây đó hả? Dạ. Ủa mỗi lần bà Bảy lên phải lên cầu thang gì hả bà? Cầu thang này chắc chắn không bà Bảy? Bà làm cho người ta làm cho bà đó hả? Ôi bà Bảy năm nay bà Bảy năm nay nhiêu tuổi rồi mà bà khỏe dữ vậy bà? 78. Nhiêu bà? 78. Ôi 78 mà khỏe quá. Lên luôn hay sao? Chưa bà Bảy chỉ con cái mù tưa. Cái mù tưa cho bà Bảy ơi. Con thấy là nó ở đây rồi. Bà Bảy ơi, nó ở đây nè bà Bảy. Bà Bảy ở ngoài này nè. Đây cái mù tưa của bà Bảy mới chát luôn được đặt ở đây á. Mấy chú họ làm lâu chưa bà? Mới làm đó. Mới làm ha. Bà thấy mấy chú thợ làm sao bà hả? Có nhiệt tình với bà không? Quá chứ không, giờ già thôi. Anh em ta thương tiếp mình. Giờ mình vô mình bơm thử coi cái nước nó trong chưa hả bà? Giờ mình dặn tôi cũng chưa biết dặn. Chưa biết nữa hay gì để con với Ngân. Dặn trên này không biết. Con với Ngân chỉ cho bà Bảy nha. Cái chỗ mà họ chỉ cho bà Bảy điện là nằm ở đâu vậy bà Bảy? Nằm ngoài. Cái nước ở dưới mà dẫn dưới nè. Nước trên này nước sắt, dẫn ở dưới không à. Giờ tụi con bơm cái này được không bà? Được. Cái chỗ mua tưa. Dạ. Chưa khoan bà Bảy đợi xíu nha. Chỗ nào vậy Ngân? Để tôi coi cái hả? Bà Bảy cái chỗ mà người thờ mấy chú họ chỉ bà Bảy bật đó là chỗ nào vậy bà Bảy? Quên rồi hả bà? Để kiếm. Để cũng kiếm nữa nè. Bây giờ là bà Bảy có quên coi rồi. Coi dưới đâu? Dưới nào ta? Dạ bà Bảy đợi con nghe để con kiếm cái nè. Có đó không Ngân? Có ổ điện ở đó không? Chắc là ở ngoài này á. Tôi thấy dây điện ở ngoài á. Sợi dây điện màu vàng á cấm. Sợi dây màu vàng thấy không? Cái này là đèn hả bà? Đèn đó bấm lên đỉnh cái đó, bấm chỉnh cái. Cái này đèn mà bấy ơi. Dạ. Đèn không phải mua tưa. Chưa để con. Bà Bảy quên này hả? Trời ơi bà Bảy ơi nó nằm ở đây nè. Bà Bảy ơi vậy là mới mốt bà Bảy nhớ là cọng dây màu đen này nghe. Cọng dây màu đen là ghim motor. Nè bà Bảy nhìn đi. Dạ. Cọng dây này là ghim motor nha. Dạ. Giờ mình ghim vô. Giờ mình ghim vô gì? Nó chỉ cần ghim vô vậy thôi. Nó nước. Ôi, nước ướt nhà luôn. Không được. Con phải tắt. Có sao không bà? Không sao đúng không? Không sao. Mừng quá. Trời ơi. Con bà cứ gầm khô quá sao? Dạ. Đây. Này con phá nhà bà Bảy ăn bữa rồi. Có sao không bà? Không sao hả bà? Nóng dây nha. Rồi giờ Ngân đi để con vịn nóng dây nãy tụi con quên. Không sao hả bà Bảy? Rồi. Sao con dám bơm đây? Con sợ nó ướt nhà bà nè. Cái thao của bà Bảy nó ấy quá. Hình như cái này là họ mới đến hay sao bà Bảy nó còn đục vậy bà Bảy? Họ mới đến hay bà Bảy? Mới vừa khoan xong hay sao vậy bà? Dạ. Dạ không, cái này là nước khoan giếng. Cái này là họ mới vừa khoan cho bà cách đây bao lâu? Mới vừa xong hắt hì luôn. Vậy là mới vừa xong hắt hì nên là bà Bảy phải xả. Có xả cái nước đầu ra bỏ chưa bà Bảy?
hồi nãy ông xã ông làm bà bảy chưa biết hả? Các bạn ơi, tại vì bà bảy nói là họ mới vừa khoan thất thì luôn nên là không thể nào mà nó trong được hết á. Bây giờ là bà bảy phải xả ra khoảng 10 phút nha, đó, cho nó hết trong rồi đó. Dạ không, cho nó hết đục luôn. Bà bảy cứ ngồi xả như nè, đừng sợ hết nước nha. Bà bảy xả như nè, xả một hồi thấy gì nào mà nó trong thì thôi nha bà. Dạ. Nha. Cái nước đầu của bà bảy nó dính sình á. Nước ở trên này tôi sắp cái sông lên tôi lóng nó, tôi đổ qua đây tôi xả. Dạ. Rồi vậy mình tắt đi ngăn. Bây giờ là lát tụi con với ngăn về là bà ghim vô bà xả cái giống gì nữa nha. Dạ. Khi nào bà thấy nó trong vắt luôn á thì thôi nha bà bảy. Dạ, dạ. Rồi ngăn dạ, tắt đi ngăn. Dạ. Nước này là nước khoan giếng ở dưới bà bảy chứ không phải là nước sông nha bà bảy. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi. Rồi lát bà bảy lau giùm con nha, xin rồi. Lỗi làm ướt nhà của bà rồi. Dạ. Ướt hết nhà của bà rồi. Dạ. Bà bảy ra đây chị em được. Bảy ngồi đi bà bảy. Không biết bà bảy có vui đấy, không ha khi có nước sạch hả bà? Bà bảy có mừng, vui không? Mừng. Dạ. Dạ, bây giờ có cái nước này rồi á, bà bảy không cần phải ngày nào cũng đi xách nước nữa. Hồi đó cũng đi bán số xe nó đụng gãy sống. Dạ. Bà bảy bị gãy xương sống hả? Dạ dạ. Câu khúc này từ đây đến đây còn y nắp đó. Dạ con thấy. Nó em đợi lúc em nhận. Dạ. Dạ dạ. Giờ thêm xương cầu gãy nè. Dạ. Dạ. Gãy đầu mà không chết. Tại biết sao không biết số mạng mình còn mắc nợ cứ ơi. Dạ. Ủa bà bảy con cháu bà bảy đâu hả bà bảy? Có con, bà nó mặn nó làm riêng hết. À, Tết có về thăm bà không? Thăm nó về, nó về. Cậu mất vô. Dạ. Không có về thăm bà. Mẹ con chưa nói chuyện được bút, nó ngủ đi. Dạ. Buồn lắm chưa ơi. Ghi là bây giờ bà bảy còn mấy vé số nữa không? Bà bảy còn bán đâu, không? Giật tôi có hỏng nè. Rồi cắn tôi là lát hết trơn, tôi nghĩ có bữa nay chuyện nào đành nữa hay đi nữa. Dạ. Rồi bà bảy 78 tuổi rồi, ngày bà bán bao nhiêu tờ vé số? Bán trăm mấy, trăm rưỡi, có khi là 780. Bà đi bằng cái gì bà bảy? Đi bằng xe đẹp lại, dắt bằng kiểu cái giò chứ cái giò nó yếu lắm vậy nè, em thấy vậy chứ nè, nó gãy xương. Dạ. Bán xa không vậy, cái quãng đường mà mình đi bán hết 100, 150. Thì tận sáng mấy ông mà chạy xe tải, nó tẩy lên cho tới chị Tôn bắt em chị Tôn đi lại cho trái về. Có từ hôm rày đâu chừng 2 tháng nó giật quá, giật của tôi nghĩ, giật một coi giò cẳng kìa. Dạ. Khổ quá ha bà. Dạ. Nhưng mà hôm nay á, con với Ngân cũng mừng khi mà bà có được nước sạch á, bà không phải đi xuống sông nữa. Dạ. Bà nhớ dạ. Hồi bà xả ra cho nó sạch nha, là dạ, nó dạ. Trong y chang như là nước cây luôn á bà bảy. Dạ. Thùng nó lớn nè. Dạ. Đi xuống sông mà sắp lên 2 thùng. Dạ. Con nói bà bảy nè, thì bây giờ mình có cái nước giếng này rồi, mình không cần phải lặn lội xuống sông nữa, tại vì dạ. Đường đi xa bà bảy cũng già nữa đó. Dạ. Rồi có thêm bệnh trong người nữa. Nên là mệt lắm. Bà bật lên bà xài thôi à? Dạ. Là trong vắt luôn á. Xài tốn kêu được 2 cái thùng mới lớn kêu được. Dạ. Sáng bắt có hơn nữa lon gạo. Dạ. Cho con thấy đây. Rồi dạ. Cho lùa xô nè. Cho bà đó hả? Dạ. Thì con cũng nói với bà bảy luôn là cái giếng hôm nay á là được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, thì giờ con gửi cái bản bà bảy cầm nha. Dạ. Thì đây là hội từ thiện tình người hòa hảo hoa từ bi. Mình để cái này được không? Dạ được. Dạ, đây bà để bà bảy để được. Bà bảy để đâu rồi? Bà bảy chưng lên cho nó đẹp nha. Dạ. Bà bảy cho con đọc được không bà bảy? Để con đọc cho bà bảy nghe nha. Để con đọc cái bảng chữ trong đây cho bà bảy nghe nha. Tình người hòa hảo, hoa từ bi nè, các con hồi hướng cho mẹ Vũ Thanh Xuân, pháp danh Chiêu Thảo, thân tặng cho bà bảy cái giếng số 9. Chúc cho bà bảy khi mà có cái giếng này thì sẽ luôn mạnh khỏe nha. Có thật là nhiều sức khỏe, bán thật là nhiều vé số luôn. Có lời cảm ơn các cô, các cậu đó. Dạ. Ngoài ra thì trị giá của nó là 4.500.000 đồng là cái giếng này bà bảy, thì nhóm Hoa Từ Bi cũng gửi cho bà thêm 500.000 nữa để cho bà bà để cho bà bảy mua gạo nha, rồi mua sữa bồi bổ cho bà nha. Dạ. Để bà giờ có sức khỏe đi bán tiếp nha. Dạ bà bảy ăn chay. Bà bảy thấy sao? Bà bảy có muốn nói gì với nhóm Hoa Từ Bi không bà? Bà có muốn cảm ơn Mạnh Thường Quân không? Cảm ơn Mạnh Thường Quân với các bạn đạo trong đó luôn. Dạ. Như các cô, các em mừng vui lắm. Bà bảy vui không? Vui chứ. Dạ. Con cái cái xương sống nó gãy mà đi hở xa xa khoảng chừng 10 mét, 10 mấy mét mất rồi nhỉ. Để thôi nó đau hả bà?
nó không đau mà nó giật này không nó giật con đi nó câu lại khúc gì nó gì nè câu cái câu khoảng một gang tay con thấy rồi bà con biết rồi. Dạ thì thôi bà Bảy cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe để mà đi bán nha. Dạ bà già rồi mà cũng phải đi bán rồi rất là tội nghiệp luôn. Dạ à, thì thôi nay con đến để chúc mừng cho bà có được cái giếng nước sạch nha. Bà Bảy nhớ là xả nước ra nha bà. Dạ. Chúc bà Bảy năm mới vui vẻ luôn nha. Rồi tụi con xin phép bà Bảy tụi con đi tiếp nha. Thì mình với Cẩm đang có mặt tại nhà của anh Đạt. Cái giếng nước của anh Đạt thì đã làm xong rồi. Bây giờ thì mình cùng vô thăm nhà anh Đạt để mà coi cái giếng nước nha. Đi ơi. Ô anh Đạt ơi, có nhà không? Dạ, dạ. Em chào anh nha. Dạ, giếng nước của mình làm xong chưa anh hả? Dạ xong rồi. Anh có thể cho em coi cái chỗ mà mấy chú thợ khoan được không? Dạ. Ở chỗ này đó anh Đạt. Họ làm nhanh không ha? Làm cũng lẹ. Ôi ở đây. Dạ. Cái này làm hồi nào anh hả? Mới làm sáng sớm. Dạ hồi sáng sớm. Rồi mình đào lên đây mình đưa ống vô, motor mình để đâu hả anh? Motor để trong đây luôn. Dạ. Mình vậy mình vô trong ha. Tôi để ở đây chắc là cũng kín đáo không bị mưa. Cái motor mới chát luôn. Dạ. Mấy anh thợ làm thì anh thấy làm sao hả? Làm cũng hài lòng. Dạ. Nhanh chóng. Anh thử nước chưa? Dạ thử nước rồi. Anh thử một lần nữa cho chị em tụi em xem nha. Dạ. Dạ. Mình coi cho cái nước nó trong cỏ nào luôn. Nước nó trong mà nó sáng nó sạch đẹp lắm. Dạ. Ồ có khi nào ướt nhà anh không anh đẹp? Nước đất tán. Dạ. Có chỗ mình bơm vô được không á? Bơm đi trong coi nó sao nước. Và cái nước này nó rất là trong luôn nè. Mình bơm đi trong thùng luôn. Rồi cái thùng này nè, chỗ anh này là bơm nước nè, cái nước nó chảy ra cực kỳ trong luôn. Cái này là hồi sáng đúng không anh? Dạ nước. Rồi lúc sáng anh Đạt có xả ra không á? Xả thử ra rồi là bơm thầy đại lại muốn đại luôn đó. Dạ đúng anh đại trồng rất kỳ. Dạ chúc thấy, mừng anh nha. Thấy nó mừng lắm. Dạ. Được không? Tắt nước giùm em nha anh. Dạ, anh ngồi với chị em tụi em nha. Dạ, giờ có cây nước này thì anh thấy có vui không anh? Vui, rất vui lắm. Cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân là có cây nước sạch này cho gia đình đó. Dạ. Cũng rất mừng lắm, cũng cảm ơn nhà tài trợ Thường Quân. Dạ. Có cây nước rồi thì mình đỡ phải xách nước nè. Rồi nước sạch xài thì cũng không có bị ngứa với lại đảm bảo sức khỏe nữa. Cho anh chị để mà làm nuôi mấy đứa nhỏ. Chứ lúc trước thấy xài nước kinh dưới quá trời, thấy cái bữa nào nước rồng thì nó đã đỡ một chút, nó hơi trong trong, còn mà nước rồng còn cái thì thôi nó kém á. Dạ. Nó đục ngầu cũng phải bắt buộc phải xài chứ sao giờ. Dạ. Thấy dạ. Lên lóng phèn rồi xài đỡ gì chứ. Không biết sao bây giờ có cái nước sạch vậy cũng mừng chứ lắm. Dạ. Là hôm mà hổm lên vô quay phim chụp hình đồ đó cho hay đó là mừng lắm, là không mấy ngày không có đi mặn luôn á. Trời. Dạ, mừng quá anh hả? Mừng. Nó trong cho tới riết còn có cái nước xài sạch. Dạ. Thì em cũng nói với anh luôn á là cái giếng của anh á là của nhóm Hoa Từ Bi. Yeah. Tình Người Hòa Hảo đại diện cho chị Dan Thomas gửi tặng cho anh. Và
tụi em có thêm một phần quà nhỏ nhỏ nữa, cũng là của nhóm Hoa Từ Bi gửi tặng cho anh là 500.000, tổng trị giá của cái giếng là 5 triệu. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Anh giữ tiền này để lo cá mắm trong nhà cũng như vợ con anh nha. Dạ. Dạ. Còn cái bảng thì anh treo lên để làm kỷ niệm. Dạ. Hy vọng là mỗi lần nhìn đến cái bảng này này với lại cái giếng thì nhớ đến Mạnh Thường Quân. Dạ. Và nhớ đến tụi em nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Vợ anh với lại con anh biết có nước sạch chưa ha anh? Dạ biết rồi. Dạ. Biết thì... nó cũng mừng lắm. Dạ. Họ có vui giống như anh nhiều vậy không? Vui, nó vui mà nó cũng trong hoài vậy đó. Dạ. Chứ giờ có thì điều ước của mình thành hiện thực rồi. Có nước là mình giống như là thoải mái hơn rồi. Giờ nấu cơm, rửa chén hay là giặt đồ gì cũng dễ dàng. Dạ. Hơn rồi. Bây giờ thấy. Dạ. Mình được cái nước sạch đó là rất mừng lắm rồi. Dạ. Là cái gì mình cũng thấy sạch sẽ rồi đó. Dạ. Giờ không còn xài nước dưới sông nữa. Dạ. Một lần nữa em với Ngân chúc mừng anh nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ, chị em, tụi em xin phép. Dạ. Dạ. Mình treo lên đi, treo dạ. Kế đó kìa. Mình treo lên để mà mình... Để đây đó. Đó, để ra gần cái đó luôn. Rồi.